sao con bước chia đôi dòng. Chiều nào hai đứa tiếp tha bằng nồng có đôi. Vâng, Hùng JBL xin chào mọi người. Vâng, để đến với clip buổi chiều ngày hôm nay, em xin trân trọng giới thiệu đến anh em bạn bè, các anh các chị, các bác một model loa Mỹ xịn mới về cửa hàng em ngày hôm nay. Trong ngày hôm nay là em về được vài cặp loa Mỹ. Xin phép em được làm video để giới thiệu với mọi người, anh em, bạn bè, ai có nhu cầu mua và tìm hiểu những dòng sản phẩm của Mỹ như thế này, xin vui lòng liên hệ với em. Số điện thoại 0936019001. Các bác theo dõi video của em, bấm vào nút đăng ký màu đỏ bên tay phải của các bác và các bác nhấn vào hình quả chuông để các bác sẽ nhận được thông báo mỗi khi em có những sản phẩm như này về, và cũng như là các cái sản phẩm mà loa hoặc là những thiết bị âm thanh khác để các bác được tìm hiểu và tìm mua. Thì trong clip ngày hôm nay em xin trân trọng giới thiệu các bác đôi loa JBL mã số là 835, đời 3 số các bác nhé. Thì đây là một đôi loa mới về ngày hôm nay. Thì trong clip này em cũng đã được phủi qua bụi để em làm video clip. Để thực tế là nó về đến nhà thì nó rất là bụi bặm, mở ra xà vào rất là bẩn quá. Thì em đã phủi qua bụi đi để làm clip và giới thiệu với mọi người. Thì nó được sở hữu một bát 40, một chung 20 và một tép kèn. Để loa 3 đường tiếng các bác nhé, loa xịn của Mỹ, Made in USA luôn các bác ạ. Thì đây là quả bát. Thì những cái dòng loa như thế này thì về bên em thì lúc nào em cũng chọn cho các bác những đôi loa phải còn zin và còn rất là đẹp. Đấy. Thì thi thoảng có những cái đôi thì nó sẽ là đẹp xuất sắc các bác nhé, nó đẹp gần như là mới. Nhưng mà những đôi đấy thì thường thì nói thật các bác là em cũng không kịp để làm video và cũng không có thời gian để làm kịp video để đăng lên cho mọi người. Thì mọi người chú ý theo dõi video của em đây, trong clip những cái đôi loa như thế này thì các bác để chơi gia đình cũng như là những sự kiện thì các bác chơi những đôi loa như này rất hợp lý và cũng rất là đáng để các bác sưu tầm và để chơi. Thế đây là quả bát của nó nhé. Đấy, tất cả côn nhện đâu rất còn zin. Chiều nào hai đứa thiết tha bằng nồng có đôi. Hồi làm sao quên dòng sông bờ. Tối quá các bạn, cái gì nó không rõ. Thế này em được bắt cái đèn. Đấy rồi các bạn. Đấy. Loa JBL thì vấn đề zin, côn nhện, màng một điều rất là quan trọng các bạn ạ. Tại vì là bây giờ cũng có nhiều những bác mà tìm mua những rất khó mua được những đôi loa xịn còn zin còn đẹp, bởi vì là hàng như thế này nó rất lâu năm rồi. Thì các bác cũng có thể gặp những cái đôi mà người ta đã chơi ở Việt Nam rồi hoặc là người ta chơi nhiều rồi, thì đó là hàng đã sử dụng ở Việt Nam thì nó không còn được zin nữa mà cũng có thể nó có qua sửa chữa. Thì những đôi loa như bên em như thế này là em bảo hành cho các bác chuẩn chỉ zin đét, chưa từng qua sửa chữa mà cũng chưa từng sử dụng ở Việt Nam. Tuy nhiên là mức tiền nó sẽ phụ thuộc vào độ mới, độ đẹp của từng đôi các bác ạ. Đấy, như đôi này các bác xem. Đấy, tất cả đường keo mũi chỉ cho đến màng, cho đến gân, đến côn là khi em chọn phải chuẩn chỉ cho các bác. Bởi vì là kinh doanh là một vấn đề thôi, nhưng mà em luôn luôn muốn mang lại cho các bác một cái niềm tin và một cái hy vọng là các bác sẽ luôn luôn có những cái sản phẩm mà đúng như những cái gì mà các bác đang mong đợi và các bác đang muốn cần tìm. Đấy là còn là quả bát và đây là quả chung các bác. Quả chung còn rất là đẹp này các bác. Loa đời 3 số JBL như 838, 938, 835, 935. Thì các bác thấy là cái điều mà cái bát và cái chung nó còn đẹp, nó cũng đã là rất là hiếm có rồi các bác ạ. Đấy, nó cũng rất là khó kiếm rồi. Đấy, để côn về nhện hoàn toàn zin các bác nhé. Đấy, còn đẹp. Còn vấn đề bụi bặm này thì không nói rồi, vì là người ta đã sử dụng rất là lâu năm rồi, trong khi đó người ta đã để ở kho rồi. Đấy, bây giờ chúng ta mua lại chúng ta sử dụng thì nó phải bẩn và chúng ta phải vệ sinh. Và đây là quả tép các bác.
hàng rất là đẹp các bác nhé. Bác nào có nhu cầu mà mua đôi loa hoặc là cần tìm hiểu đôi loa này thì vui lòng xem video clip của em, và cũng như là xem thì bác đăng ký và chia sẻ kênh ủng hộ em. Đấy, em luôn luôn săn tìm những sản phẩm để như ý các bác, để mang lại chất lượng cao nhất cũng như là đảm bảo chất lượng để chúng ta chơi trong gia đình, cũng như là những thiết bị âm thanh mà chúng ta đang cần tìm và tìm kiếm. Có nhiều anh em cũng nhờ em là tìm kiếm những đôi loa thì luôn luôn là theo dõi video của em. Thì đây, video này là video em làm giới thiệu qua các bác về đôi loa này. Vậy bác nào có nhu cầu mua, mà các bạn nào cũng có nhu cầu mà cần tìm hiểu về đôi loa hoặc những thiết bị khác thì liên hệ với em qua kênh YouTube Hùng JBL Chí Linh Hải Dương, số điện thoại 0936019001, số thứ hai 0948117865. Em xin chân thành cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi video của em. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xưa nay nếu nghèo là cùng chia, xưa